Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập kiểm tra học kỳ 1 nhé. Đầu tiên, cô sẽ ôn cho mình phần lý thuyết nhé. 1. Sử dụng biến và hằng trong chương trình. Một nhỏ, khai báo biến. Việc khai báo biến gồm khai báo tên biến và khai báo kiểu dữ liệu của biến, cú pháp khai báo biến và tên biến 2 chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Ví dụ va chiều cao 2 chấm real chấm phẩy, nghĩa là ở đây chúng ta khai báo một cái biến tên là chiều cao với kiểu dữ liệu là số thật. Trong một chương trình, để khai báo nhiều biến, chúng ta sử dụng cú pháp va danh sách biến 2 chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Khi chúng ta viết cú pháp thì chúng ta để cái dấu ngoặc nhọn hay không cũng được, nhưng khi chúng ta viết thực tế á, thì chúng ta không sử dụng cái cặp ngoặc nhọn này nhé. Rồi ví dụ số lượng phẩy đơn giá 2 chấm integer chấm phẩy tổng tiền 2 chấm real chấm phẩy, nghĩa là chúng ta đã khai báo biến số lượng, biến đơn giá có kiểu dữ liệu là số nguyên và biến tổng tiền có kiểu dữ liệu là số thật. Hai nhỏ, sử dụng biến trong chương trình. Các thao tác có thể thực hiện với biến là gán giá trị cho biến và tính toán với các biến. Câu lệnh gán có cú pháp tên biến 2 chấm bằng biểu thức chấm phẩy. Ví dụ a 2 chấm bằng 5 thì chúng ta gán cái giá trị 5 cho biến a. Hay chúng ta muốn tính tổng của hai biến x y thì chúng ta sẽ gán như sau: tổng 2 chấm bằng x cộng y chấm phẩy. Chúng ta nhớ là chúng ta sử dụng phép gán là cặp dấu 2 chấm bằng. Hằng. Việc khai báo hằng gồm khai báo tên hằng và khai báo giá trị của hằng. Cú pháp khai báo hằng const tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Ví dụ const số lượng bằng 20 chấm phẩy. Là giả sử đây chúng ta khai báo một cái hằng tên là số lượng với giá trị là 20. Rồi. Lưu ý, trong Pascal khi muốn ghi chú một đoạn chương trình, có nghĩa là chúng ta muốn ghi chú lại đoạn chương trình này làm gì, thì chúng ta đặt giữa cặp dấu mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn. Đó. Hoặc là mở ngoặc tròn sao và sao đóng ngoặc tròn. Rồi, chúng ta nhớ ha, khai báo biến thì chúng ta sử dụng từ khóa va, khai báo hằng chúng ta sử dụng từ khóa const, khai báo biến thì chúng ta sử dụng dấu 2 chấm, còn khai báo hằng chúng ta sử dụng dấu bằng. Đó. Rồi. Rồi, từ bài toán đến chương trình. Xác định bài toán. Bài toán là một công việc hay một nhiệm vụ mà mình cần phải giải quyết. Xác định bài toán là xác định điều kiện cho trước và xác định kết quả cần thu được. Quá trình giải bài toán trên máy tính. Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm các bước, đó là xác định bài toán, mô tả thuật toán và viết chương trình. Thì xác định bài toán là chúng ta xác định điều kiện cho trước, hay nói cách khác là thông tin đã cho. Thuật ngữ tin học ở đây mình sử dụng là input. Xác định kết quả cần nhận được, đây chính là thông tin cần tìm. Thuật ngữ tin học mình sử dụng là output. Mô tả thuật toán là diễn tả cách giải bài toán bằng dãy các thao tác cần phải thực hiện. Viết chương trình dựa vào thuật toán ở trên, viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình thích hợp. Ba nhỏ, thuật toán và mô tả thuật toán. Mô tả thuật toán nghĩa là liệt kê các bước theo thứ tự thực hiện. Chúng ta thực hiện bước nào rồi tới bước nào. Thuật toán đó là dãy các thao tác cần thực hiện theo một trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những cái điều kiện cho trước. Như vậy từ những cái điều kiện cho trước mà chúng ta đưa ra các thao tác cần thực hiện đó để mà xác định được kết quả thì đó gọi là thuật toán. Trong biểu diễn thuật toán, người ta thường sử dụng ký hiệu mũi tên ngược ha để chỉ phép gán giá trị cho một biến. Như vậy để giải một bài toán thì có thể có nhiều thuật toán khác nhau, nhưng mỗi thuật toán chúng ta lưu ý chỉ dùng để giải một bài toán cụ thể. Chúng ta qua phần 3, câu lệnh điều kiện. Điều kiện và phép so sánh. Phép so sánh cho kết quả đúng có nghĩa điều kiện được thỏa mãn, ngược lại điều kiện không được thỏa mãn. Điều kiện được biểu diễn bằng phép so sánh. Các phép so sánh có kết quả đúng hoặc sai. Hai nhỏ, cấu trúc rẽ nhánh. Cấu trúc rẽ nhánh cho phép thay đổi thứ tự thực hiện tuần tự các bước trong thuật toán. Cấu trúc rẽ nhánh thì gồm có cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Đó, chúng ta thấy hình A là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu, còn hình B chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Câu lệnh điều kiện. Trong các ngôn ngữ lập trình, các cấu trúc rẽ nhánh được thể hiện bằng câu lệnh điều kiện. Câu lệnh điều kiện thì gồm có câu lệnh điều kiện dạng thiếu và câu lệnh điều kiện dạng đủ.
Rồi, câu lệnh điều kiện dạng thiếu. Chúng ta thấy nè. Cú pháp if điều kiện then câu lệnh chấm phẩy. Khi chúng ta biết thực tế thì chúng ta không sử dụng cặp dấu ngoặc nhọn này nhé. Câu lệnh điều kiện dạng đủ. Cú pháp if điều kiện then câu lệnh 1 else câu lệnh 2 chấm phẩy. Chúng ta để ý là mỗi một cái câu lệnh điều kiện thì phía sau của nó có cái dấu chấm phẩy. Còn ở trước, ví dụ như là trước else thì không có dấu chấm phẩy, hay sau then không có dấu chấm phẩy nhé. Cô sẽ hướng dẫn mình làm một số bài tập trắc nghiệm nha. Thuật ngữ output trong xác định bài toán nghĩa là nó chính là thông tin cần tìm. Câu số 2, mô tả thuật toán. Mô tả thuật toán chính là diễn tả cách giải bài toán bằng dãy các thao tác cần phải thực hiện. D. Câu số 3, thuật toán là gì? Như vậy, chúng ta đã biết thuật toán là dãy các thao tác cần thực hiện theo một trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước. C. Câu 4, làm thế nào để thay đổi thứ tự thực hiện tuần tự các bước trong thuật toán? Đó là chúng ta sử dụng cấu trúc rẽ nhánh. Câu số 5, khi mình muốn ghi chú một đoạn chương trình thì mình sẽ sử dụng cặp dấu mở ngoặc sau và sau đóng ngoặc. Câu số 6, trong một chương trình để khai báo nhiều biến thì chúng ta sẽ sử dụng cú pháp là và danh sách biến hai chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Câu số 7, trong biểu diễn thuật toán người ta thường sử dụng ký hiệu nào để chỉ phép gán giá trị cho một biến? Chúng ta đã biết rồi, chúng ta sử dụng dấu mũi tên quay ngược lại, đúng chưa nào? Câu số 8, cấu trúc rẽ nhánh gồm có cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Câu số 9, điều kiện được biểu diễn bằng phép so sánh. Câu số 10, cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng thiếu là if điều kiện then câu lệnh chấm phẩy. Thì chúng ta coi câu đúng sẽ là câu A, câu B, câu C, câu D đều có những cái lỗi sai ha. Dư dấu chấm phẩy trước then, dư dấu chấm phẩy sau then. Còn câu D if câu lệnh là mình đã thấy sai rồi. Câu 11, cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng đủ sẽ là if điều kiện then câu lệnh 1 else câu lệnh 2 chấm phẩy. Chúng ta tìm cái câu nào mà nó đúng cái đó thì chúng ta lựa chọn. Đó, như vậy là câu D. Đó, những câu khác đều có những cái dấu chấm phẩy trước else hoặc sau else hoặc trước then. Câu 12, có các dạng câu lệnh điều kiện nào? Thì chúng ta có câu lệnh điều kiện dạng thiếu và câu lệnh điều kiện dạng đủ. Câu 13, cho biết đoạn chương trình khai báo bao nhiêu biến. Rồi chúng ta nhìn đoạn chương trình, chúng ta thấy biến A, biến B, biến S. Như vậy chúng ta có 3 biến A, B và S. Số 14, khai báo sau đây có ý nghĩa gì? Và x 2 chấm integer chấm phẩy y 2 chấm tra chấm phẩy. Như vậy là chúng ta có biến x thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến y thuộc kiểu dữ liệu ký tự. Rồi câu số 15, tìm điểm sai trong câu lệnh khai báo biến sau. Ở và chiều cao 2 chấm bằng real chấm phẩy. Chúng ta thấy nè, chúng ta có khai báo biến là và tên biến 2 chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Do đó câu 15 chúng ta sẽ dư dấu. Câu 16, tìm điểm sai trong câu lệnh khai báo hằng sau và pi bằng 3.14 chấm phẩy. Ở khai báo hằng thì chúng ta sẽ là const tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Do đó mà ở đây nó chúng ta sẽ là từ khóa khai báo hằng bị sai. Rồi, câu số 17. Để thực hiện việc tính trung bình cộng của hai biến nguyên m và n, thì chúng ta sử dụng cái phép gán. Phép gán thì nó là cái cặp dấu hai chấm bằng. Cho nên chúng ta sẽ chọn là trung bình cộng hai chấm bằng m cộng n chia cho 2. Dấu chia là dấu sẹt nhé. Câu số 18. Input của bài toán cho hình chữ nhật với chiều dài là A và chiều rộng là B. Tính chu vi hình chữ nhật đó. Cái gì đó mà đề bài cho, nó đề bài cho trước thì người ta gọi là input, còn yêu cầu tìm cái gì thì chúng ta xác định đó là output. Như vậy câu 18 input sẽ là chiều dài A và chiều rộng B của hình chữ nhật.
Như vậy câu 19 output là cái chúng ta đi tìm thì sẽ là chu vi hình chữ nhật. Tương tự như vậy, câu 20 và 21, input của bài toán tính tổng các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n số cho trước. Đề bài cho thì người ta gọi là input và đề bài yêu cầu đi tìm thì mình gọi đó là output. Như vậy đề bài mình cho mình số n và một dãy gồm n số cho trước. Như vậy câu 20A. Câu 21, output của bài toán tính tổng các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n số cho trước. Nó đề bài yêu cầu mình đi tìm, đi tính thì đó là output tổng của các phần tử lớn hơn 0. 21B. Chúng ta qua câu 22. Bạn Đen đi nhà sách mua dụng cụ học tập. Bạn mua tập và bút. Biết rằng giá tiền một quyển tập và một cây bút đã được dán sẵn. Em hãy giúp bạn Đen viết thuật toán tính tổng số tiền mà bạn phải trả. Như vậy tổng số tiền mà bạn Đen phải trả sẽ bằng số tiền tập cộng với số tiền bút. Hoặc là mình nói cách khác là số tiền bạn Đen phải trả là bằng số tiền bút cộng với số tiền tập. Như vậy đầu tiên chúng ta tính tiền bút bằng số bút với giá bút. Sau đó chúng ta tính tiền tập bằng số tập nhân với giá tập. Tiếp tục tổng tiền sẽ bằng tiền tập cộng tiền bút và cuối cùng là kết thúc. Đó. Hoặc là chúng ta tính tiền tập trước, sau đó chúng ta tính tiền bút sau. Như vậy, thuật toán đúng của bài toán theo thứ tự sẽ là 1, 3, 2, 4 hoặc là 3, 1, 2. Như vậy chúng ta có D, cả A và B đều đúng. Phép so sánh 10 cộng 20 lớn hơn 31 cho chúng ta kết quả đúng hay sai. 10 cộng 20 là 30 lớn hơn 31. Như vậy phép so sánh này cho chúng ta kết quả sai. Chúng ta đã biết phép so sánh thì chỉ có thể cho chúng ta kết quả sai hoặc là đúng. Câu 24, 26 đếp 3 bằng 8. Như vậy 26 chia cho 3 được phần nguyên là 8. Đó, như vậy là cho chúng ta kết quả đúng. 26 chia lấy nguyên cho 3 bằng 8. Câu 25, 26 chia 3 thì chúng ta được phần nguyên là 8 dư 2 cho nên ở đây chúng ta sử dụng mod 26 mod 3 bằng 1 là sai. Câu 26, phép so sánh 30 đếp 4 bằng 7. Đó, 30 chia cho 4 được phần nguyên là 7 cho nên câu 26 cho chúng ta kết quả đúng. 30 chia cho 4 được phần nguyên là 7 và dư 2 cho nên phép so sánh 30 mod 4 bằng 1 cho chúng ta kết quả sai. Rất là dễ đúng không nào? Rồi, câu 28. Nếu đèn đỏ thì mọi người sẽ dừng xe lại. Cách thể hiện hoạt động phụ thuộc vào điều kiện như trên. Chúng ta gọi là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. Câu 29. Nếu A lớn hơn B thì in ra giá trị của A, ngược lại in ra giá trị của B. Như vậy, cách thể hiện hoạt động phụ thuộc vào điều kiện như trên. Chúng ta gọi là cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Do A lớn hơn B thì in giá trị của A, mình có ngược lại. Như vậy thì đây chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Câu lệnh điều kiện nào sai? Rồi chúng ta để ý thì chúng ta thấy câu sai của chúng ta sẽ là câu D. Tại sao nè? Câu A không có gì sai cả. Câu B cũng đúng cú pháp. Câu C cũng đúng cú pháp luôn. Tuy nhiên câu D phép so sánh mà chỉ có nếu A cộng B. Như vậy D sai. Ta tiếp tục câu 31, câu lệnh điều kiện nào đúng? Rồi chúng ta xem đúng cái cú pháp thì câu điều kiện đúng, câu lệnh điều kiện đúng sẽ là câu A. Vậy câu B sai chỗ nào? Có dấu chấm phẩy sao đen. Câu C nó cái phép gán mà lại thiếu dấu bằng, A phải A hai chấm bằng. Như vậy câu D cũng là phép gán thì thiếu dấu hai chấm. Câu 32, câu lệnh điều kiện nào sai? Chúng ta dò thì chúng ta thấy câu A đúng, câu B đúng. Tới câu C, chúng ta thấy phép so sánh mà lại có dấu hai chấm, cho nên sai nhé. Phép so sánh thì không có dấu hai chấm. Rồi, câu D đúng. 33, câu lệnh điều kiện nào sai? Chúng ta tiếp tục dò nè. Câu A, đúng. Rồi, câu B, phép so sánh mà lại có dấu hai chấm. Như vậy câu B sai. Câu C, đúng. Câu D, đúng luôn, nha. Sử dụng câu lệnh điều kiện trong Pascal thể hiện nội dung.
Nếu A chia hết cho 2 thì in ra giá trị của A. Chia hết thì chúng ta sử dụng đó là mod bằng 0 ha. Như vậy if A mod 2 bằng 0, chúng ta sẽ chọn đó là câu A hoặc là câu D. Đó, in ra giá trị của A thì là right A, cho nên câu đúng ở đây sẽ là câu A. If A mod 2 bằng 0, then right A. Câu 35. Sử dụng câu lệnh điều kiện thể hiện nội dung. Nếu A không chết cho 3 thì giảm giá trị của B xuống một đơn vị. Ngược lại, in ra giá trị của B. Đầu tiên chúng ta thấy không chia hết thì sẽ là khác ha, khác không. Rồi mod khác không. Rồi if A mod 3 khác không, then B 2 chấm bằng B trừ 1 else write B. Chúng ta thấy câu A và câu C thì có thể là hai câu đúng. Tuy nhiên, giảm giá trị của B xuống một đơn vị thì sẽ là B 2 chấm bằng B trừ 1. Câu 36. Sau khiển câu lệnh if 30 mod 3 bằng 0, then y 2 chấm bằng y trừ 1, giá trị biến y sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của y là 3? 30 mod 3 bằng 0 đúng, cho nên y giảm xuống một đơn vị, y đang bằng 3 sẽ nhận giá trị là 2. Câu 37. Sau khi thực hiện câu lệnh if y lớn hơn 5, then y 2 chấm bằng y cộng 2, giá trị của biến y sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của y là 3? 3 không lớn hơn 5, cho nên phép so sánh này sai, cho nên y vẫn giữ nguyên giá trị là y bằng 3. Câu 38. Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến c là bao nhiêu? Thì chúng ta thấy a bằng 6 lớn hơn b là 4, thì c sẽ nhận giá trị là của biến A cộng với giá trị nằm trong biến B. Như vậy 6 cộng 4 sẽ cho chúng ta kết quả là 10. C bằng 10. Câu 39. Cho đoạn chương trình nhập vào số nguyên A. Nếu A chia hết cho 3 thì in ra màn hình A chia cho 3. Ngược lại in ra A không chia cho 3. Rồi, như vậy thì chia hết cho 3 thì lúc nãy cô giảng rồi ha. Chúng ta sử dụng phép mod và cho cái kết quả nó bằng 0 thì có nghĩa là chia hết. Rồi, A chia cho 3 là A mod 3 bằng 0. Thì in ra là A chia cho 3, có nghĩa là then write A chia cho 3. Nó ngược lại, chúng ta sử dụng else write A không chia cho 3. Rất là đơn giản đúng không nào? Rồi, như vậy ở nhà, các em xem video nhiều lần để hiểu bài, ghi nhớ bài học và nghe theo hướng dẫn của cô trong suốt quá trình học tập nhé. Chúng ta cần phải ôn tập thật kỹ lưỡng từ lý thuyết đến các cái bài tập trắc nghiệm. Các bài tập trắc nghiệm chỉ là những cái ví dụ cho chúng ta thôi. Chúng ta cần phải nghe cô giảng thật là kỹ để mình hiểu bài. Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe và theo dõi. Chúc tất cả các em có một tuần học tập thật vui và có kết quả thi thật là tốt nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em vào tuần sau.